đến 8 giờ, buổi chiều 16 giờ đến 18 giờ. Mùa đông từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Buổi sáng. Quay phim nha mọi người. Đang quay phim. À, ba bà cháu đi đâu? Đi đâu vậy? Ba bà cháu. Đi biển hả? Bây giờ là 5 giờ sáng nha mọi người. Ba bà cháu đang cung tăng nha. Cung tăng. Mẹ chú đang quay phim. Chú đi đâu chú? Chú đi đâu ạ? Đi đâu sáng sớm vậy? Chụp tay trước đi, bắt đầu đăng tuyển cho. Thôi bây giờ là quay phim đi mọi người, không có thấy gì đâu chụp hình. Rồi mọi người cũng cung tăng gì đây để quay phim cho. Cung tăng cho mai mai. Đây khách sạn chỗ ông nở nha mọi người. Rất là nhiều tầng. Đây khách sạn Mường Thanh nha. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, đầy đủ gốc, số lượng và quy trình hướng dẫn sử dụng phương tiện. Nhân viên hướng dẫn phải có chứng chỉ bơi lội. Bình minh nha mọi người. Khóa tập huấn cứu hộ đủ 15 tuổi trở lên và mang áo phao trong quá trình tham gia. Chút xíu nữa là mình tắm nha. Ok, tắm tí thôi, chúng ta cắm bơi kìa. Ờ đúng rồi, tại vì sáng sớm quá. Bây giờ nó sống nó to sợ bị cuốn á. Nên tay cho mình coi thôi. Bây giờ là gia đình của mình á là đang đi ngắm bình minh nha mọi người. Bây giờ là 5 giờ sáng nha. 5 giờ sáng chúng ta ta đang tập thể dục trên bãi biển nha. Ủa hai bạn đi đâu ạ? Bây giờ là chỉ ngắm thôi nha mọi người. Một lát nữa là mới tắm nha. Bây giờ là sóng nó hơi lớn. Đó, bởi vậy người ta cắm xuống đó. Thấy chưa, đâu có ai tắm đâu mọi người. Bây giờ là sóng lớn lắm. Người ta có mặc đồ bơi mà. Sóng lớn quá. Sóng quá trời. Xíu tắm thì mẹ mình chụp máy ảnh đi xíu tắm. Mẹ đang quay phim mà. Thế em mạnh à. Thì giới thiệu đi, mình tên gì? Mình tên là Mỹ. Tên là Bo. Dạ. Các bạn ơi, các bạn thấy biển này đẹp không?